Sau khi Tuấn xin chào toàn thể anh em đam mê PCP nhé. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại kênh. Đấy. Thì hôm nay em lại giới thiệu với tất cả anh em một cái mẫu FX Benjamin nhé anh em nhé. Thì cái cây này bao cho anh em ở khoảng cách là 60m nha anh em nhé. 60m là ăn nắp C2. Đấy, anh em nào mà chơi lâu rồi, có kinh nghiệm bắn rồi thì có thể bê em được xa hơn nhé. Đó. Thì trước khi vào phần chi tiết sản phẩm ngày hôm nay, anh em xem video yêu quý shop thì đừng quên là đăng ký kênh anh em nhé. Đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ bên shop em. Nhớ là thả cho em xin một nút like nhé để em lấy cái động lực nhé. Và anh em comment cho em là những cái dòng bình luận hay để em cố gắng phát triển nha anh em nhé. Thì anh em muốn mua hàng, đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em bằng 3 số điện thoại em để trên đầu trang đây anh em nhé. Cả 3 số điện thoại của em đây đều là chính tên chính chủ. Anh em liên hệ một trong 3 số để được đặt hàng và gặp nhân viên tư vấn bên em để được tư vấn cụ thể về sản phẩm cũng như là được biết cái giá tiền để anh em cân đối cái túi tiền khi anh em lựa chọn một sản phẩm của bên em nhé anh em nhé. Thì anh em mà ngại gọi điện thoại thì có thể kết bạn Zalo, anh em kết bạn Zalo với em bằng 2 số điện thoại trên đầu đây anh em nhé. Kết bạn Zalo với em bằng 2 số điện thoại trên đầu đây thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết của sản phẩm và kèm theo giá để anh em cùng lựa chọn và cân đối cái túi tiền của mình anh em nhé. Thì bên em thì có 2 phương thức giao dịch, một là ship COD qua đường bưu điện, hai là gửi xe cho anh em. Thì những một cái cây tầm trung như này em chia ra làm 2 gói hàng để gửi đi cho anh em nhé. Anh em nhận được gói hàng nào thì thanh toán gói hàng đó, quyền lợi của anh em là được bóc ra kiểm tra hàng trước khi thanh toán anh em nhé. Đúng hàng đúng sản phẩm anh em thanh toán, không đúng hàng đúng sản phẩm anh em giả về cho bên em mà không mất 1.000 tiền cước phí nào. Đó là quyền lợi của anh em khi nhận COD qua đường bưu điện hoặc qua đường chuyển phát anh em nhé. Phương thức thứ hai là phương thức gửi xe. Gửi xe thì em sẽ gửi xe cả cây như này cho anh em nhé. Anh em nhận hàng một lần thanh toán nhà xe. Thì cái nhà xe thì không được kiểm hàng nhé. Người nhà xe người ta giao hàng nhận tiền rồi người ta đi luôn, người ta không chờ anh em kiểm hàng đâu. Mà xe người ta chở khách chứ không phải là chở súng cho anh em. Nên đâm ra là trên xe còn rất chi là nhiều khách hàng của người ta đi xe nữa. Nên là không thể nào mà kiểm tra khi nhận xe được, cứ nhận hàng thanh toán thôi. Anh em tin tưởng shop thì là đặt hàng qua nhà xe thì em sẽ gửi xe cho anh em. Còn đâu anh em chưa tin tưởng shop thì có thể tìm hiểu thêm. Bao giờ anh em thật sự tin tưởng thì đặt hàng nhé. Đấy, bên em này làm ăn uy tín, chất lượng luôn luôn đặt hàng đầu. Đấy, anh em cứ yên tâm nha anh em nhé. Thì quay lại chủ đề của sản phẩm ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay giới thiệu cho anh em là một cây FX anh em nhé. FX Benjamin. FX Benjamin cấu hình tầm trung anh em nhé. Đó. Nhìn trông rất chi là đẹp đúng không anh em? Đó, thì anh đây là của anh khách ở trong trong Đắk Nông. Anh có đặt bên em một cây FX Benjamin như này, anh ấy có kính rồi. Anh chỉ cần là gắn cho anh cái laser thôi. Anh ấy có kính rồi, gắn cho anh cái laser. Đó, thì cây này thì báo giá công khai cho anh em luôn là 6 triệu đồng nhé. Đấy, 6 triệu đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận tay anh em nhé. Đấy, thì 6 triệu đồng nó gồm những cái gì? Thì em giới thiệu chi tiết cho anh em để anh em được biết luôn nhé. Đó, thì ở đây em đang sử dụng cho nó là một con laser đầu đạn anh em nhé. Đấy, laser đầu đạn. Đây là laser đầu đạn màu xanh anh em nhé. Bắn được cả ban ngày lẫn ban đêm luôn. Đó, thì bộ hơi đang sử dụng cho nó là bộ hơi bình American nhé, 7075 anh em nhé, bình dài, bình American 7075. Van là van Superwell hộp vàng anh em nhé, D35. Đó, đây là van Superwell hộp vàng D35 nha anh em nhé. Đấy, giảm âm là giảm âm 2 khúc bọc cành, ôm trọn cành, về độ thẩm mỹ là giảm này rất đẹp nhé. Đấy, giảm này là 6 vách anh em nhé. Sàng vàng này là 6 vách, có trích lục khí bao êm cho anh em luôn. Khi anh em sử dụng cái giảm này nhá, anh em bắn thì không bao giờ nghe tiếng lổ to, anh em chỉ nghe tiếng được đập thôi anh em nhé. Đó, thì cái bộ combo quy là combo quy sói anh em nhé. Combo quy sói FX iGun. Đấy, tay đòn bằng inox anh em nhé. Anh em nhìn này. Đấy, tay đòn bên này là bằng inox luôn. Đấy, rất chi là bền bỉ nhá. Anh em dùng về lâu về dài không giờ chỉ mà sợ bị móp méo hay là cong vênh nhá. Có chốt an toàn này. Anh em mà bem mà lên đạn rồi mà mồi bé mất thì anh em ấn chốt vào thì không bao giờ tình trạng cướp cò nhá. Rất an toàn cho anh em khi đi bem nhá. Đấy, anh em chơi súng này quan trọng nhất là phải cái độ an toàn của nó phải cao anh em ạ. Tay cầm nhựa này. Báng là báng chữ A anh em nhé. Báng là báng gấp rút anh em nhé. Anh em có thể rút ra và anh em có thể là gấp lại được anh em nhé. Đó, thì rất chìa đẹp đúng không anh em. Đấy, một cây như này là 6 triệu đồng. Đấy, ok chưa, rất chìa đẹp nhé. Giá nó rất chìa là hợp túi tiền dành cho anh em. Đấy, thì anh em nào mà thích cái dòng Benjamin này thì đây nó là một sự lựa chọn tuyệt vời cho anh em nhé. Anh em nhé. Đó, thì anh em mua hàng thì đặt cọc cho em là khoảng 200.000 thôi, tiền cọc trách nhiệm. Thì khi anh em nhận hàng thì tiền cọc của anh em thì sẽ được trừ đi nha anh em nhé, chứ không mất đi đâu nghìn nào cả. Thì bên em thì cung cấp các dòng sùng phẩm sản phẩm như là FX này, Benjamin này, Condo này. Đấy, cấu hình là từ thấp đến cao anh em nhé, từ 4 triệu đồng cho đến 16 triệu nhé. Đấy, giá nào cũng có, anh em phù hợp với cái giá tiền nào
thì chỉ cần liên hệ trực tiếp cho em bằng 3 số điện thoại này, thì em sẽ lên cho anh em một cấu hình nó vừa với túi tiền của anh em, để anh em cân, để anh em cân đối khi là mua anh em nhé. Đó, một video ngắn thì cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian theo dõi video của em. Thì hẹn gặp tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe nhé, và luôn luôn kiếm được nhiều tiền để theo đuổi niềm đam mê sản bán của mình nhé anh em nhé. Chào anh em.